Xin chào các bạn. Ở bài học trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về class và ID trong HTML cũng như là thuộc tính float trong CSS. Nội dung bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thuộc tính position trong CSS. Bài học ngày hôm nay gồm hai phần. Phần 1 là giới thiệu về cú pháp position. Phần 2 là đi vào từng trường hợp của thuộc tính position. Thì như thường lệ thì mình mở sẵn ra cái trang HTML và CSS của chúng ta, tương tự là trang website blog của chúng ta trên live server. Ok, mình thu nhỏ nó lại. Thì để minh họa cho cái phần position này thì mình thêm một cặp thẻ đóng mở div ở đây với class name là date, cặp thẻ đóng mở h2, và mình bắt đầu điền thông tin bên trong là ngày 12 tháng 10 năm 2018 cartoonet. Thì đây nó hiện ra và chưa có điều gì đặc biệt cả. Mình sẽ tách riêng cái phần container này ra. Mình cho padding top của nó là 100 pixel và cho background color là màu là PAP. Đây rồi. Cartoonet. Thì đây là phần chuẩn bị cho cái ví dụ minh họa mà mình sẽ sử dụng trong bài này để ví dụ cho cái thuộc tính position. Ok. Thì thông qua thuộc tính class date mình sẽ set thuộc tính position cho nó. Position có 3 trường hợp. Trường hợp đầu tiên là relative. Trường hợp thứ 2 của nó là fixed. Trường hợp tiếp theo, đấy có rất nhiều các trường hợp của nó, nhưng mà có 3 trường hợp thường được sử dụng, đó là absolute nữa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn qua về 3 phần là relative, fixed và absolute. Còn các phần khác bạn có thể tìm hiểu. Có thể có một cái thuộc tính mà thường được sử dụng nữa, đó là position sticky. Thì đó chính là cái position mà chúng ta sẽ sử dụng và làm hiệu ứng kéo website xuống ở trong cái project mà chúng ta sẽ thực hiện trong khóa học này. Thì ở đây mình sẽ chỉ giới thiệu cho các bạn về 3 thuộc tính position này thôi. Có trường hợp khác bạn có thể lên Google và tìm hiểu thêm khi bạn đã biết căn bản và cách hoạt động của thằng position này rồi. Thì đây mình xóa hai cái này đi, để lại thuộc tính position relative. Và mình sẽ thì đi về cái thằng position này có bốn thuộc tính khác, đó là top, thì như bạn đã biết rồi đấy, đó là bottom, left và right. Thì top và bottom là xác định tọa độ theo chiều dọc của cái thằng position này. Đó, và left và right thì tương tự là xác định chiều ngang. Nên khi sử dụng, bạn chỉ sử dụng top hoặc bottom, left hoặc right. Ở đây mình sử dụng top và left. Xóa bottom đi. Xóa bottom và right đi. Ở đây để xem cái mốc, cái vị trí mốc của nó là gì, mình cho là 0 pixel và 0 pixel. Cách chuyên nhất. Bạn thấy là không có điều gì xảy ra cả. Đó, thì ở đây mình ghi giới thiệu cho các bạn. Position relative, chúng ta có thể di chuyển vị trí của nó xung quanh vị trí ban đầu và nó lấy vị trí ban đầu làm mốc. Ở đây bạn để ý quan sát, nếu mình cho top mình left là 500 đi, bạn quan sát là có một khoảng trống trắng ở đây, thì đó chính là cái vị trí ban đầu của thằng cái date này. Đó, nó đã dịch sang phía bên tay trái một khoảng là 500 pixel. Ở đây chúng ta đã xác định cái vị trí của nó về phía bên tay trái là 500 pixel. Top mình cho là 100 chẳng hạn, thì nó sẽ lùi so với cái top vị trí ban đầu của nó là 100 pixel. Tương tự nếu mình sử dụng là -100 thì nó sẽ trồi lên phía bên trên như thế này. Thì đó chính là relative position relative. Chúng ta sẽ đến ngay với thuộc tính tiếp theo, mình để lại là vị trí mốc là 0. Các chuẩn nét. Thay vì relative mình sử dụng fixed. Các bạn quan sát, nó là trồi lên góc màn hình. Và điều đặc biệt của nó là khi mình cuộn xuống, nó vẫn luôn ở hiển thị ở phía bên tay góc trái của màn hình, như các bạn thử quan sát ở đây. Đó. Như ở đây mình đã giới thiệu
position fixed, nó lấy gốc là góc màn hình. Đó, thì việc xác định cái vị trí của nó là hoàn toàn phụ thuộc vào cái màn hình của bạn, chứ không phụ thuộc vào cái, nó không xác định vị trí nằm trên website như relative hoặc là absolute. Mình sẽ giới thiệu sau về absolute. Đó, thì khi mình cuộn xuống, nó vẫn luôn nằm trên góc màn hình. Mình cho top của nó là 500 pixel chẳng hạn, Ctrl+S. Và khi mình kéo xuống, nó vẫn luôn ở cái vị trí này, không hề thay đổi. Thì về ví dụ của thằng fixed element này, thì mình vào trang Hawking Team. Bạn kéo xuống, bạn thấy là cái nút button chiến dịch này, khi mình kéo xuống, nó vẫn luôn nằm ở phía bên tay góc phải của màn hình. Khi mình cuộn xuống, nó vẫn ở luôn luôn ở vị trí đấy. Thì đó chính là một trong các chức năng fixed element. Đó. Thì cái fixed element này ứng dụng khá là nhiều trong một số các website hiện nay. Không chỉ là chữ hoặc là gì, bạn có thể sử dụng là button nằm bên trong đây. Đó, thì đó chính là chức năng của fixed. Tiếp tục chuyển nó về không và chúng ta sẽ sử dụng không thứ nhất. Và chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính position absolute. Ctrl+S. Không có điều gì thay đổi nhiều so với thằng fixed cả. Nhưng mà khi mình cuộn xuống, nó không được như thằng fixed nữa, mà nó sẽ xác định cái vị trí của nó nằm phía bên góc trái của màn hình ở đây. Và cái thằng vị trí của thằng position absolute thì nó dựa vào trên cái giao diện của website của chúng ta. Ở đây mình cho là 500 pixel chẳng hạn. Ctrl+S. Đây thì nó lùi lại 500 so với cái góc của website, góc trên của website. Có vẻ như là nó chỉ khác thằng fixed một chút về cái chức năng khi mình cuộn xuống thôi. Nhưng mà thực chất thằng này phức tạp hơn so với hai thằng còn lại. Ở đây mình có giải thích. Các bạn đọc và hiểu dần dần nhé. Thuộc tính position absolute nó sẽ lấy góc của element cha làm gốc. Góc của element cha có chứa thuộc tính position gần nhất là mốc. Ở trong ví dụ này, cái element của nó, element cha của nó là content và class container. Thì element cha là gì? Bạn quan sát ở lại trang index.html thì bạn thấy next nó nằm trong if, nó nằm trong div có class là content, và nằm trong nữa là div có class là container. Thì đây là hai cái thằng cha của nó. Mà vì sao ở đây bạn quan sát là mình lại chỉnh vị trí của nó là so với cái website, chứ đây còn cái container là ở đây thôi, chứ sao nó lại nằm ở phía góc trái của màn hình như thế này? Thì mặc định là khi mình chưa set cái position cho thằng container hay thằng content thì nó sẽ mặc định lấy cái thằng cha position có position relative gần nhất của nó là thằng thẻ, cặp thẻ body ở đây. Đó, cặp thẻ body thì nó xác định vị trí như thế này. Nhưng khi mình sử dụng thêm position cho thằng container chẳng hạn, mình Ctrl+S, bạn thấy là nó đã có vị trí, nó có thay đổi rồi. Và top của nó bây giờ nó là 0 pixel so với nội dung của thằng container, tương tự về phía bên tay trái. Ở sửa đây mình cho thêm là 50 pixel chẳng hạn. Ctrl+S. Thì bạn thấy là nó lùi lại khoảng là bằng 50 pixel. Phía bên tay trái là 100 chẳng hạn. Đó, thì đây chính là cái thuộc tính của thằng absolute. Ok. Thêm tiếp tục ví dụ, giả sử mình giữ nguyên position relative ở đây và mình thêm tiếp cái position relative ở thằng content, Ctrl+S. Vị trí của nó lại tiếp tục thay đổi. Mình quay lại không. Ctrl+S. Và bây giờ nó lấy gốc của thằng content làm gốc, chứ không còn là lấy của thằng container nữa. Thì giải thích vì sao? Như mình đã nói thì nó sẽ lấy cái thằng cha gần nhất của nó có thuộc tính position. Thì thằng ở đây quay lại trang HTML thì bạn thấy là next nó gần với thằng content hơn là so với thằng container, nên nó sẽ lấy mốc là thằng content khi thằng content được set position relative. Còn nếu không, nếu nó không có position thì nó sẽ lại lấy thằng container. Đó thì là chính là cái ví dụ của thằng absolute. Thì cái ứng dụng của position absolute lại ứng dụng cực kỳ nhiều luôn, và nó rất là hay.
Để mình ví dụ cho các bạn. Ở đây mình vào Google hình ảnh. Các bạn đợi một chút, mình sẽ đưa ra một số các ví dụ về Absolute cho bạn. Nếu bạn hiểu và am hiểu về sử dụng Absolute này thì nó cực kỳ thú vị. Mình vào là giao diện của Facebook nha, thử xem. Facebook. Đây. Ok. Đây mình sẽ thêm giao diện thông báo đi. Ok. Đây. Hơi mờ nhỉ. Các bạn đợi một chút. À đây rồi. Các bạn đợi một chút, ảnh nó đang lát hơi mờ một chút. Đây, thì các bạn để ý là cái này đó chính là cái ứng dụng của thằng vị trí position absolute. Bạn để ý là cái số 26 nó đè lên bức ảnh phía bên dưới. Đó. Thì đây chính là cái ứng dụng của absolute. Rất là đa dạng luôn. Đây, tất cả đều là ứng dụng của Absolute làm nên cái những cái ví dụ như thế này. Đây chỉ là một trong rất nhiều các ví dụ mà chúng ta ứng dụng cái position Absolute vào trong thiết kế website. Nó dùng hiển thị thông báo rất là đẹp mắt của Facebook ở đây. Đó chính là cái ví dụ của position Absolute. Ok. Thì trong bài học ngày hôm nay mình đã đi qua tất cả các trường hợp của position trong CS. Thì trong bài học sau cũng chính là cái bài kết thúc phần 1 về giới thiệu HTML và CSS cơ bản, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện trang blog và tổng hợp lại các kiến thức, và chúng ta sẽ bắt tay vào làm cái dự án thực tế mà như ở đầu khóa mình đã giới thiệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận và góp ý của mình để giúp phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Để ủng hộ cái team, các bạn có thể tìm kiếm channel YouTube của cái team bằng cách gõ từ khóa cái team lên YouTube. Bạn sẽ thấy channel nằm ngay đầu. Hãy nhớ subscribe channel để nhận được thông báo mới nhất. Các bạn có thể like các video mà các bạn thấy hay để cái team có động lực và biết rằng cái team đang làm tốt. Các bạn có thể để lại bình luận như là hoặc là các bình luận đóng góp, góp ý để cái team càng ngày càng phát triển hơn, củng cố các bài học tốt hơn. Các bạn có thể tìm kiếm tài liệu vào website chính thức của Havi Team, đó là haviteam.com. Bạn gọi .com sẽ tự động chuyển về VN thôi. Đó, ở đây các bạn có thể vào phần khóa học lập trình chẳng hạn, các bạn có thể tìm khóa học lập trình C#.net chẳng hạn. Trong đây sẽ có rất là nhiều khóa học cho các bạn tìm kiếm, các bạn học rất là nhiều. Rồi thử vào một khóa, mỗi khóa học đều sẽ có video nhúng nếu như có video bên YouTube, và trong mỗi khóa học nếu có code, đội ngũ Cater sẽ đưa code lên ngay trên đây để các bạn có thể dễ dàng copy, các bạn có thể mở rộng ra để xem code rất là dễ dàng. Có hình ảnh, demo, ví dụ, bài tập nếu có, rất đầy đủ. Và đồng thời có cả tài liệu và source code ở những bài hướng dẫn này. Rồi, các bạn hoàn toàn có thể lướt quảng cáo khi nhìn thấy cũng được, đó là tùy ý. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào muốn hỏi đáp, các bạn hãy vào chức năng hỏi đáp. Rồi đặt câu hỏi ở đây, chẳng hạn nhấn tiếp tục, chọn chủ đề bạn cần, viết tiêu đề của bạn, giả sử như là cách đọc xuất file trong C#. Rồi đưa ra cái vấn đề cụ thể của các bạn, code demo hoặc hình ảnh để mọi người có thể dễ dàng nắm thông tin hơn. Nhớ chọn thẻ tương ứng với ngôn ngữ mà các bạn chọn hoặc vấn đề của các bạn chọn và nhấn tạo câu hỏi mới. Nếu bạn cần tài liệu hoặc có tài liệu muốn chia sẻ với mọi người, với cộng đồng, các bạn có thể vào chức năng tài liệu, tìm tài liệu ngay tại đây. Có tìm kiếm nâng cao và tìm kiếm theo từ khóa rất là dễ dàng. Bạn hoàn toàn có thể tạo tài liệu tại đây rất là dễ dàng luôn. Đó, có hướng dẫn sử dụng. Cứ việc cuộn và cuộn thôi. Rồi nếu bạn muốn đóng góp cho cái team, bạn hoàn toàn có thể vào phần đóng góp. Ok. Nếu bạn muốn tham gia hoạt động trên group Facebook, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng truy cập vào bằng cách group.havyteam.com. Nó sẽ vào group Facebook. Ok. Tại vì group này không đổi tên được nữa nên khá là khó. Đây chính là group chính chủ. Bạn có thể tìm fanpage của cái team rất là dễ dàng. Bạn có thể tìm fanpage Happy Team ngay tại đây, nó sẽ lòi ra luôn. Đây chính là fanpage chính chủ của Happy Team chúng ta. Rồi, nếu có bất kỳ phản hồi nào, các bạn có thể hoạt động bên Facebook
bên website, bạn có thể nhắn tin vào fanpage, bạn có thể nhắn tin vào trên YouTube. Chúng ta, Cater đều sẽ rất là sẵn lòng để hỗ trợ các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.